Chưa về làm dâu, Hà Hồ đã thể hiện mối quan hệ cực tốt với mẹ chồng tương lai, người Thụy Điển. Hôm ngày 7 tháng 7 là sinh nhật thứ 75 của mẹ Kim Lý, nam diễn viên và Hà Hồ đã có lời chúc mừng đặc biệt. Hiện tại thì cuộc sống viên mãn của mẹ bầu Hà Hồ và Kim Lý khiến cho dân tình phải ngưỡng mộ. Được biết sau 3 năm mặn nồng, cặp đôi đang chuẩn bị cho thiên thần nhỏ, trong ít tháng nữa sẽ chào đời. Mặc dù đang trong thai kỳ, Hà Hồ vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ, cô thường xuyên đi du lịch sang chảnh và tự tin diện bikini khoe dáng nuột nà khó tin. Mới đây nhất là dịp sinh nhật thứ 75 của mẹ Kim Lý ở Thụy Điển. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, anh đã đăng tải bức ảnh khi còn trẻ cùng bà và tâm sự dài thay lời chúc mừng. Nam diễn viên cũng tâm sự mẹ luôn là điểm tựa cho mình trong bất kỳ tình huống nào. Bà sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó khăn khi họ đặt chân đến Thụy Điển. Con biết lời nói không bao giờ là đủ, nhưng từ ở đáy lòng, cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã cho con. Con rất yêu mẹ và hy vọng sẽ được ăn mừng cùng mẹ trong tương lai gần. Con trai của mẹ, Kim Lý gửi lời cảm ơn tới mẹ ở trời Tây. Nhanh chóng thì nữ hoàng giải trí liền có động thái tiết lộ mối quan hệ giữa mình và bạn trai mẹ bạn trai. Dù chưa chính thức về làm dâu nhà Kim Lý, nhưng Hà Hồ vẫn gọi tiếng mẹ ngọt xớt. Về phần bà Eva, mẹ của Kim Lý, bà cũng gửi lời cảm ơn đến nàng dâu tương lai.